Từ ngày bà xã mình dùng dầu gội thanh mộc hương, mình thấy tóc đen dày và mềm mượt hơn. Thế là mình dùng thôi, sản phẩm tốt thật đấy. Dầu gội này rất là tốt, tất cả đều từ sản phẩm từ thiên nhiên. Thế nên là các bạn cũng hãy tìm và mua về để thử trải nghiệm nhé. Mình đã từng dụng tóc rất nhiều, dù không dùng nhiều hóa chất, cho đến khi tìm được dầu gội thanh mộc hương. Mình đã giới thiệu sản phẩm dầu gội đầu thanh mộc hương này cho tất cả các bạn trong khoa mình. Sản phẩm này xứng đáng là sản phẩm quốc dân. Cả nhà mình đang dùng dầu gội thanh mộc hương, sản phẩm này rất là tốt, phù hợp với mọi lứa tuổi trong gia đình mình. Từ ngày mình biết tới dầu gội đầu thanh mộc hương thì tóc mình đã chắc khỏe hơn rất là nhiều. Sản phẩm này tốt lắm, cả nhà cô đang dùng, tóc cô vừa dày vừa đen. Cả nhà mình đều dùng dầu gội thanh mộc hương, tóc không những đen mượt mà còn chắc khỏe nữa. Các anh em trong công ty mình đều tin tưởng và sử dụng sản phẩm dầu gội đầu thanh mộc hương. Thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra người ngáy rất khó chịu. Từ khi biết đến dầu gội đầu thanh mộc hương, anh em làm việc khác xa nào. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy sản phẩm này khá là tốt và tóc của hai vợ chồng mình chắc khỏe hơn rất là nhiều. Mình chỉ dùng dầu gội thanh mộc hương vì trị được gầu mà không gây kích ứng cho da đầu nhạy cảm. Từ ngày mình dùng dầu gội đầu thanh mộc hương, mình không phải ra spa chăm sóc tóc nữa. Gặp ai mình cũng giới thiệu về dầu gội đầu thanh mộc hương, giải quyết được mọi vấn đề về tóc mà còn lành tính. Tôi xin cảm ơn sản phẩm của thanh mộc hương giúp cho tôi tóc đen trở lại và đỡ rụng hẳn. Sản phẩm dầu gội thanh mộc hương tốt thật đấy. Rất là cảm ơn thanh mộc hương và cảm ơn người bạn của mình đã giới thiệu cho mình một sản phẩm rất là tốt. Chắc là sẽ tin dùng cũng như là giới thiệu dầu gội đầu thanh mộc hương cho tất cả mọi người.